Vâng, em lại chào quý anh chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Đây là cái gian phòng nơi em đang sinh sống. Hàng ngày thì em vẫn đi siêu thị đồ cũ để săn tìm các món đồ cũ ưng ý, hàng lướt về để phục vụ quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay vẫn là những ngày như thế, thì em vừa lấy được một cặp loa và một con âm ly hàng lướt tại siêu thị Nhật Bản. Thì hôm nay em về sớm để quay cho quý anh chị các bạn xem. Đấy, thì có nhiều anh chị có tầm tiền hơn 10 triệu thôi thì lựa chọn một dàn dàn âm thanh như nào cho phù hợp. Thì hôm nay là cái clip mà dành cho những bạn mà tầm tiền hơi ít ít một chút nhưng mà vẫn có thể sắm được những cặp loa và chiếc âm ly hay. Sau này muốn nâng cấp lên thì cũng không cần phải thay thế nữa, chỉ cần mua thêm loa ghép vào là ok luôn. Đấy, thì tầm tiền nó chỉ loanh quanh hơn 10 triệu thôi, thì lát nữa mình sẽ báo giá trực tiếp cụ thể. Thì trước mắt quý vị các bạn thì quan sát một vòng đó, vòng xong mình mở nghe nó ok xem như nào nhá. Đấy, thì đây là một cái con loa của hiệu Hitachi. Về cơ bản thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chiều cao của nó thì lát nữa mình sẽ lấy thước mình đo tất cả các thông tin thông số là mình đo cụ thể để cho anh em biết. Đấy, thì trước mắt quý vị các bạn là thấy cái kiềng nó rất là sáng đúng không, hàng nguyên đai, hàng xài lướt tại Nhật thì anh em đã biết rồi, hàng không bao giờ biết đâm đụng và sửa chữa cả. Hàng anh em về mà phát hiện là một con vít này bị mở ra thì mình đèn cũng 1.000 lần luôn. Đấy, đấy, clip thì mình đang thực hiện tại Nhật, thì đây là cái căn phòng của mình đang sinh sống. Đấy, thì anh em quan sát là đây là giải loa chép này. Đấy, đẹp không, quá tuyệt vời cho một siêu phẩm luôn. Đây là giải chung này. Đấy, giải chung là bát này. Đấy, 3 đường tiếng nghe cực kỳ chất luôn, âm thanh nổi rốn như một viên ngọc trai màu đen. Đấy, gân thì gân vải cực kỳ bền luôn. Đấy, thì con chiều cao của nó thì mình đo cho anh em xem chiều cao. Đo cái bát trước đi, bát này là 18 cm, chuẩn luôn, bát 18 cm, bát 18 cm. Và chiều cao tổng thể của loa này thì là 48 cm. Rồi, chuẩn luôn, cao 48 cm, chiều cao. Đấy, thì đây là một, mình đánh giá là một cái con loa cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quay đằng sau cho anh em xem nhé, thông số kỹ thuật tất cả được dán tại đằng sau. Đấy, LOD của Hitachi. Con này là giải Rai bên phải Tokyo Japan. Rai bên phải thì bên kia là bên trái rồi, chuẩn luôn. Rai bên đây chữ L thì chữ R thì bên đây là chữ L. Đấy, đẹp không? Anh em quan sát tuyệt vời không? Đấy, bên đây là ra, bên đây là LED, đấy, bên phải bên trái. Đấy, thì bên đây là bên phải, một bên phải bên trái, tuyệt vời luôn. Đấy, thì bây giờ mình quay con trung tâm nhé, đây là trung tâm của video này. Chính là cái con âm ly này anh em, con âm ly này tuyệt vời luôn. Em có thể quan sát là con này là con Sansui. Đấy, Sansui 607. AU607MR. Đấy, Alpha607MR. Em có thể quan sát cái mặt phay nhôm của nó đẹp không? Màu vàng chanh, à, màu hơi vàng vàng anh em nhé. Đấy, sáng bóng luôn, hàng siêu lướt tại siêu thị Nhật Bản. Đấy, tuyệt vời không? Anh em quan sát kỹ đấy, cái hàng này về đến cả bộ này, báo giá cả bộ này nhé.
cả bộ này về đến Việt Nam là 12.900.000 đồng đi tàu biển anh em ạ. 12.900.000 về tận sân luôn, đi tàu biển. Anh em sắm cái bộ này về, anh em trông cái mặt lưng của nó đẹp không, chưa có biết chảy xước nào. Quay đằng sau cho anh em xem luôn. Về cắm điện 110, anh em cắm điện 110 anh em xài nhé. Sau này anh em muốn hát karaoke, anh em sắm thêm bộ loa hát karaoke nữa thì quá tuyệt vời luôn, cho một siêu phẩm. Đấy, loa thì có rồi, bây giờ về nghe nhạc luôn, lát mình sẽ cắm thử cho anh em nghe. Cực kỳ chất luôn. Đấy, con này made in Japan. Bao bì và nó nặng 20kg, kinh thật. Đấy, chạy hai cầu AB, A cộng B. Đấy, thì anh em chờ mình lát, mình cắm thử một đoạn nhạc cho anh em xem nhé. Con này về tận sân là 12.900.000 đồng một bộ nhé, cả loa và âm ly nhé. Cả loa và âm ly là 12.900.000 đồng về tận sân luôn, giá đi tàu biển. Khoảng hơn 2 tháng thì nhận được hàng anh em nhé. Đấy, thì anh em chờ mình một lát, mình sẽ test một đoạn nhạc cho anh em xem, để anh em đánh giá chất lượng của nó. Thì mình thấy tuyệt vời luôn, quá chất lượng. Đấy, tầm tiền đấy thì quá chất lượng luôn. Đấy, đây là tổng thể cảnh của nó đây. Đấy, để anh em kê kích cho nó phù hợp. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc, anh em chờ mình chút. Đấy, dây dợ thì có đầy đủ luôn, anh em về chỉ việc cắm điện thôi nhé. Mình sắm cho anh em đầy đủ luôn, kể cả trên điện thoại luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mở một cái đoạn nhạc trên một cái bản nhạc rừng lá thấp nhé. Lấy từ trên mạng, lấy từ nghe trực tiếp từ trên YouTube. Đấy, thì bây giờ mình mở kính, chúc quý anh chị xem video vui vẻ. Video rồi mình xin kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc anh chị xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt. Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông, chiếc nón của...